Island Language shared by humans. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vị Tứ. Trong số video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chơi về Vị Tứ nghe riêng nha, với cái vị trí là đi khu vực đường dưới. Và chúng ta đang có được cho mình cái sự tề tù đến tổng cộng là 4 người. Thấy mụ nội nữa rồi, mưu tàn ở đâu quên vật gì đó, dịch chuyển lưu về dính vào dùm CC bằng đây cho mình đã căng chiến lược bằng dùm đi cuối là dịp vũ nghị quế đó, còn đang sát từ được bóng tên ở kia dính vào dùm nó bóc câu rồi, tầm với đang là quá xa cho nên nó không thể nào truy bức và bật ra cho mình đi chiêu cuối hành quyết được, rất tốt rồi đó. Thừa thắng xông lên sơ tái luôn con rồng đi bạn ơi, chỉ mới khoảng thời gian đầu game thôi mà chúng ta đang vượt trội hơn họ về mặt chỉ số đi mà gục rồi đó. Và đó sẽ là một trong những cái lợi thế rất đã, nếu như đó sẽ là một trong những cái lợi thế rất tuyệt vời để cho chúng ta có thể lăn được cho mình qua cầu tuyết của bọn chúng. Nó kiểm tỏa đi cho mình con rồng quá đáng tiếc đến từ bạn Na, khi vào cái thời khắc quan trọng như vậy lại vắng bóng đi sức mạnh của anh ấy, và anh ấy cũng đã bị mạng vong luôn rồi đến từ cái thằng Enzo tại nơi kia. Cái pha combo vừa rồi nó minh chứng một điều, đây là một người chơi có kỹ năng, chúng ta không được phép khinh suất đầu nhé. Các bạn có thể thấy được rằng với cái việc mà họ sở hữu những cái vị tướng có cái khả năng Cleanser tay dài khá là tốt, đến từ cái ưng nhãn của nhỏ Xel'Naz, đến từ cái ổn trạm của Hồng Mưu, họ đang tạo ra một cái sức ép tại vực bộ plan này. Tôi có một cái cảm giác hình như là bạn Viro là một người chơi rất là quyết đoán quả cảm đó, anh ta tạo ra được cho mình cái đại không chế bằng cho mình cái điều chiến lược rất tuyệt vời, bằng cho mình cái dịp vũ nghịch quế. Rất đáng tiếc tầm với đang là quá xa để cho thằng U nó thoát rồi, bước đi lộn cái bờ đến từ con nhỏ Greasy rồi kia kìa, nó sẽ bị xịt máu mỏ trong thời khắc này là một điều chắc cú ở chăng đây à. Câu trả lời là không uổng quá trời quá đất đi. Một cái pha ngàn cân treo sợi bún hên quá dành cho nó là khi chúng ta vẫn đang ở cái trạng thái cooldown, kỹ năng chưa hồi kịp đến từ cái dịp vũ nguyệt quế. Tụi mình đang có một cái chỉ số điểm hạ gục vượt trội hơn họ, nhưng liệu rằng cái chỉ số này nó có giúp cho tụi mình kéo xa được cho mình cái sự chênh lệch về mặt khoảng cách hay kịch chăng đây? Sự bon rút lượng máu đến từ cái ông trạm của thằng Mu nó khó chịu quá bạn ơi. Chúng ta bắt buộc phải chọn ra cho mình pháp lui về hàm dưỡng một chút, khi mà chúng ta vẫn chưa lên được cho mình những món trang bị mang lại khả năng hồi phục. Quay trở lại câu chuyện về con tướng Erin, các bạn biết đó, đây là một cái vị tướng mà để có thể chơi tốt được nó, bạn sẽ phải thỏa được cho mình ba cái điều kiện như sau. Đầu tiên là bạn phải làm sao mà đạt được cho mình càng nhiều điểm nguyệt quế thì càng tốt. Và có 3 cách để tăng điểm nguyệt quế. Một là mình tung ra cho mình cái chiêu 1 là Diệp Vũ Kim Quang trúng là người đối tượng, tăng được 1 điểm. 2 là bật ra cho mình cái chiêu 2 tăng được 2 điểm. 3 nữa là bắn thượng 3 phát đầy năng lượng tăng được 1 điểm, đúng không ạ? Thứ hai nữa, điều kiện thứ hai là cái khả năng giữ vị trí của bạn và thời điểm nào bạn bật ra cho mình chiêu cuối là được xem hợp lý. Và thứ ba nữa, cần lắm một người đỡ đòn trợ thủ có tâm để bạn trở thành một xạ thủ có tâm. Một thanh niên Dominica đã bị mạng vong rồi và chúng ta sẽ có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Chàng đầy án tử đã được thi hành ra, Enzo đang sẵn sàng ra cho những bóc câu. Thế giao tranh đang là 3-2 và chúng ta đó chính là bạn Guiro, anh ta đang có được dùng dấu ấn 212. Nhưng lượng máu của anh ta không đủ đây, anh ta đã bị trừ hạ rồi, không sao cả. Sự hy sinh của anh ấy đang trở thành cái bàn đạp để giúp chúng ta có thể crack down để cho mình đồ vào về nhà chính đầu tiên của bọn họ tại vùng rừng dưới này. Và chúng ta sẽ có thể làm thêm nhiều thứ hơn nữa hay chăng đây. Sự biến thiên về mặt lượng vàng nó đã giúp cho chúng ta có một cái lối di chuyển cũng như là cái phương án tác chiến nó tự tin như thế này. Và mong rằng chúng ta sẽ có thể duy vững điều đó. Những hàng trụ của họ đang dần dần bị triệt phá cả đi, tóc biến lên trên, ông nội đã sống cũng không nổi nữa, bật ra một con xương và đệ tứ quyết định sẽ đồng quy vô tận cùng với bọn chúng. Tôi đã bị quýnh giải chĩa luôn rồi, không sao cả. Và chúng ta cần lắm những cái pha hổ báo tự tin như vậy. Nó không chỉ đơn thuần mang lại cho bọn mình cái điểm hạ gục, mà nó còn tạo ra một cái cú sốc để có thể tác động tâm khảm của bọn chúng. Một tờ đốn comeback nào sắp tới, bọn chúng sẽ có một cái sự nề hà, bọn chúng sẽ có một chút gì đó được gọi là ám ảnh tâm lý, để rồi bọn chúng có một chút gì đó được gọi là xa vời và không dám tiếp cận mình. Đó là như thế. Quay trở lại câu chuyện tụi mình về con tướng Erin, các bạn có thể thấy được rằng chúng ta đang thắng thế ở tất cả các mặt trận mà lãnh thổ của tụi mình đang ngày càng được mở rộng ra. Và chúng ta sẽ có thể làm được nhiều thứ hơn nữa hay chăng đây. Con rồng và Caesar nó sắp được ra và mong rằng chúng ta sẽ có được lưỡng dụng để chúng ta có thể đại khai sát giới được bọn chúng hay chăng đi ạ. Anh bạn Na thì dường như anh ta đang ngủ quên trên chiến thắng hay sao đó. Nhưng tôi muốn comeback gần đây anh ta đang chơi với một cái chiến thuật là chủ nghĩa cá nhân. Anh ta chưa có một cái sự khế hợp quá ok với những người đồng đội. Mong rằng anh ta sẽ thấy được cái sai lầm đó để rồi anh ta chấn chỉnh bản thân lại bạn nhé. Chúng ta đang có Wiro chơi với vai trò hỗ trợ. Các bạn hay bảo rằng Wiro là một vị tướng ao meta phế vật gì đó, nhưng trong bán game này tôi thấy anh ta chơi cũng ngon ngon mà, cũng ok mà. Murad đang gánh chịu sát thương, có được cho mình chỉ cuối huấn thần lưu về, thấy mù nội nữa rồi và điều chiến lược để có thể phương hại được nó rồi. Giờ mình đi, họ chỉ còn 3 người trên bản đồ. Các bạn có thể thấy được rằng cái thứ mà đang trở thành yếu nhược dành cho bọn họ chính là cái hỏa lực của nhỏ Xel'Naz. Nó luôn bị chết ở khoảng thời gian tiền giao tranh và cô ta đang trở thành một cái gánh nặng thực sự rồi kia kìa. Cô ta liên tục bị nằm xuống ở khoảng thời gian trước comeback. Và đó chính là lý do mà tại sao Dominica họ đang bị thất thủ ở tất cả các mặt trận luôn rồi. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các thành viên đội Sanamela.
tắc lẻ dị ngẫu mà thôi. Nếu như trong vòng khoảng chừng 5 phút nữa vẫn không có bất kỳ một chuyển biến tích cực gì dành cho bọn họ cả, con rồng đang không cần ăn con rồng đâu bạn ơi. Chúng ta đang chờ đợi con Caesar dính vào chùm móc câu rồi ông nội mẹ ơi. Hành quyết dịch chuyển lui về. Wiro đang dùng toàn bộ sức bình sinh để có thể bảo kê, để có thể yểm trợ. Không sao cả, tôi còn tốc biến cơ mà. Dũng ra cho mình chiêu hai là Diệp Vũ hồ điệp gì đó, nó tốc biến vào trong bụi cỏ. Wiro vẫn đang truy sát, anh ta đang còn trạng thái bất tử nhờ vào cho mình cái nội tại là 212 đó, và anh ta đang tạo ra một cái không gian và thời gian đủ tốt để cho chúng ta breakdown những cái hàng trụ kế của bọn chúng. Một cái áp lực tâm lý đang vô cùng nặng nề, tất cả các thành viên Medica họ đang ở cái trạng thái là tê tâm liệt phế cả rồi. Cánh cửa đến với chiến thắng của bọn họ nó đang ngày càng trở nên bị khép lại, và họ sẽ phải làm những gì đây, họ sẽ phải làm như thế nào đây? Họ đang rơi vào cái trạng thái là bị túng quẫn luôn rồi. Thực sự tôi không muốn nói bậy, nhưng mà tôi có một lời khuyên nha. Anh em nào mà đang ăn cơm dùm ơn dừng phước, đừng có nhìn cái tên của thằng Flo nha, mắt công ăn không nổi đổ thừa tôi nữa. Tôi không có nói câu đó ra nó là như vậy, nhưng mà tôi đảm bảo tôi kêu anh em đừng nhìn, anh em cũng nhìn nhóc rồi đúng không ạ? Thôi chuyện đó chúng ta bỏ sang một bên đi, quay trở lại câu chuyện của tụi mình. Các bạn có thể thấy được rằng lượng máu của tụi mình nó đang bị thuyên giảm rất là nhiều. Quay về phần rừng và pha một chút sẽ có cái khả năng hồi phục ngay, và chúng ta sẽ quay ngược trở lại để có thể tử chiến cùng với bọn chúng. Bọn chúng không còn quá nhiều thời gian cho câu hỏi bao giờ và khi nào được chơi nữa. Chúng ta có được dùng Diệp Vũ Nguyệt Quế tóc biến lên đến ông nội mày ơi, một giọt máu nhỏ nhỏ, một cái động thái xe cannon motion hùa theo chưa thật sự là ok. Các bạn nào dùng đây cho mình canh gương quyết dưới nó cho mình hất tung luôn ba một giọt máu nhỏ nhỏ. Trời uổng quá vậy nè. Trời ơi ông nội nè, trời ơi đã ăn ná chơi ốc chó lộn, đã ăn ná chơi cùi mía mà nó còn không lên dài nó mới ghê chứ. Ok, cái cây đây của anh ấy hồi nãy là 1-4, bây giờ lên là 2-4 luôn rồi kia kìa. Anh ta khá là tù túng ở khả năng di chuyển đó, và cái lối trang bị không mang dài chỉ là một cái lối trang bị mà nó phù hợp với những bạn mà có một cái mức độ thông thạo khi mà điều khiển con tử nạ mà thôi. Thời điểm 8 phút đã tới rồi, mong rằng anh ta sẽ có thể ăn được cho mình con Caesar, nhưng một mình anh ta thì không đủ tự tin để làm được cho mình hành động như vậy, chắc cú là như thế. Bọn chúng đang dính vào cho mình khế ước quang ấm rồi đó, xác suất cao chúng ta có thể chiếm được cái quyền kiểm soát tại hang Caesar hay chăng đây. Nè vẫn đang farm, chúng ta đang chờ đợi cái cuộc hồi ngộ đến từ bạn Flo cũng như là anh bạn Wiro tại nơi kia. Enzo dính vào móc câu rồi ông nội mẹ ơi, miễn thương đang là có, dịch chuyển sang bên kia bụi tường nhưng cũng không thể nào đào thoát được luôn. Giờ làm sao đây? Frentino đang gánh chịu sát thương ảo trảm chúng được 3 người. Frentino sát thương phép thuật của bọn chúng dữ quá Flo ơi. Đó là cái găng chiến lược dịch chuyển lên trên băng để dùng được rìu chiến lược, và anh ta đã có thể khai tử được một đứa rồi. Cái con nhỏ Jena cái đó định ám sát tôi biết chắc ngay mà, mở ra dùng được Diệp Vũ Nguyệt Quế. Chúng ta đang xua đuổi cái người kia và họ đang ngã ngủ rút lui khi mà họ thấy được cho mình cái lượng sát thương hỗn hợp đến từ con tướng Erin nó đang ngay càng trở nên thốn hơn. Jena vẫn đang núp lùm, vẫn đang soi map, vị trí của cô ấy đã bị truyền tống lên bản đồ rồi. Các bạn có thể thấy được rằng bây giờ đã là 9 phút rưỡi, gần 10 phút thì họ mới có một cái dấu hiệu khởi sắc đầu tiên. Một cái sai lầm của phía đội xanh của mình á, là anh bạn Na không tập trung, anh ta không quan tâm quá nhiều vào con Caesar phút thứ 8. Và anh bạn Flo đã thấy được cái vấn đề nghiêm trọng đó, anh ta đang dùng toàn bộ sức bình sinh để thực hiện được công tác sơ tái Caesar. Tôi đang yểm trợ cho anh ấy đây này. Và khi bọn chúng chịu phải cho mình khế ước quang ám như vậy, chúng ta đang có một cái xác suất cao để giành được cho mình con Caesar này hay chăng đây? 3.700 máu nữa, 3.200, 1.200, ok, lượm được con Caesar rồi, ngon rồi, Flo quất lên luôn ba. Cái hổ mang tiễn rồi, nó mang một cái tính chất phán đoán đến từ con nhỏ Zelna, sự vượt trội về mặt nhân lực nó khiến cho bọn mình phải chọn ra cho mình pháp rút lui một tí đi bạn ơi. Không có người hỗ trợ tại nơi đây, đang cố gắng níu kéo và giữ lại cho mình con bùa đỏ này được luôn rồi. Chúng ta cần phải chờ đợi thêm một tí nữa để ổn định lại về mặt tâm lý. Chìa khóa quan trọng trong ván game này sẽ nằm ở cái thằng Enzo. Enzo không còn kỹ năng. Nà có được dùm lại khăn miễn thương dịch chuyển lùa ra. Phần còn lại cứ việc giao cho đệ tứ mà thôi. Hai thằng Enzo đi kia, ba thằng Enzo đi kia đều đã bị tử thương cả rồi. Chúng ta vẫn có thể thoát ly được nhờ vào cái sự phò tá đến từ những người cộng sự kia cánh sau. Và đây có phải là một cái domino án tử hay chăng đây? Mà đi có họ còn 3 người trên bản đồ. Quỷ kiếm đã có, sẽ có được dùm lại khả năng xe hợp liên. Nó sẽ mang lại sự tự tin cho bọn mình đó. Natalia đang rơi vào một cái thế hiểm nguy. Bạn Flo tại đây kia tung đây cho mình cứu rồi. Anh ta có thể nào tạo một cái pha highlight được hay chăng đây? Cái khả năng truy sát của anh ấy không còn nữa. Và bây giờ anh ta đang bị mắc kẹt trong cánh rừng đó. Natalia hỗ trợ đồng đội đi Nata. Cô ta không thể nào làm được bất kỳ một cái quần què gì cả khi cô ấy không còn năng lượng cơ mà. Anh bạn Frentino, anh ta với một cái pha mà hơi ảo tưởng sức mạnh của mình, anh ta đã phải trả giá luôn rồi. Chúng ta họ đang có những cái bước trở mình rất là tích cực luôn. Nội mẹ ơi, sao tôi cảm giác nó hơi thẩm thẩm vậy má ơi. 29 giây nữa sẽ là lúc mà con Caesar kế nó sẽ được ra, và liệu rằng ai sẽ có được Caesar đây. Và với những cái sai lầm của tụi mình, nội mẹ họ đã có thể khai thác được, và họ khiến cho lượng vàng cả hai bên bằng nhau luôn rồi má ơi. Cái kèo này sao thấy chua quá vậy.
ta sẽ phải làm những gì đây? Chúng ta buộc phải đi cùng với nhau. Tôi cần một đối tượng nào đó initiate my comeback. Để từ đó tôi sẽ hùa theo bằng cái chiêu cuối. Tôi sẽ cố gắng forget kỹ năng của mình vào những cái nguồn sát thương chủ lực của bọn chúng. Đặc biệt chỉ cần chúng ta trừ khử đi cho mình cái thằng Enzo là coi như ngon lành gành đào liền. Minimap cho chúng ta thấy được rằng bọn chúng đang tụ lại rất đông tại bên giữa. Và đây chính xác sẽ là Aram. Chúng ta sẽ cùng nhau tề tụ và nơi đây sẽ trở thành cái chiến trường lợn thịt luôn hay chăng đi à. Lượng máu mất quá nhiều đến từ Natalia. Bạn Widow, anh ta đang mở đường máu. Và anh ta đã có thể bức hạ được một đứa rồi. Rất tuyệt vời, chúng ta bận đi cuối là dịp của Nguyệt Quế. Và tôi đang khiến cho dân mạng America dần dần bị rẻo nát. Cả đi một giọt máu nhỏ nhỏ hơn quá bạn ơi, nó còn tóc biến nhưng không sao cả. Chúng ta đã có thể khí tuyệt thân bông được hai thằng America. Họ chỉ còn 3 người trên bản đồ mà thôi. Và đây là lúc mà ngày tàn của bọn chúng tới rồi đó hay chăng. Chúng ta cùng nhau chờ đợi, còn 70 mấy giây nữa con Caesar sẽ được ra. Và khi chúng ta có được con Caesar này xác suất cao, chúng ta sẽ giành được cho mình chiến thắng dễ dàng và nhàn hạ. Chàng đây hãy nên nhớ được rằng sức mạnh của Eren là một con tướng có được cho mình cái lượng sát thương hỗn hợp, một chiếc tướng được xem là hyper carry về giờ của game bắn sẽ rất là thốn. Đây là một người chơi có kỹ năng, anh ta đang tạo ra quá nhiều spotlight, anh ta đã có thể kiến tạo và anh ta lại khiến cho cái thằng Murat bị tê liệt rồi. Enzo sẽ là chìa khóa quan trọng và một khi chúng ta hoãn tử được nó là coi như Song Hinh chạy dinh liền. Tôi đang cố gắng làm điều đó và tôi nghĩ rằng sứ mệnh đó sẽ nằm ở con tướng Eren đây. Tôi đang tạo ra một cái lượng sát thương bồi và nó đang thực sự là khiếp đảm dành cho bọn chúng rồi đó. Nó đang đề cao cảnh giác và nó cũng đã thấy được cái tầm nguy hiểm của con tướng Eren. Chắc chắn được rằng cái khả năng giữ vị trí nó sẽ phải được đề cao. Các bạn biết đó, vào những cái thời điểm mà nó cận kề quan trọng như thế này, khi mà bạn đang ở trong một cái không gian nó an toàn á, thì các bạn đừng có xá chi cái chiêu 2. Có chiêu 2 cứ việc dùng đi, bởi vì nó sẽ giúp cho mình tăng được cái điểm nguyệt quế nhanh nhất có thể. Bởi vì đây là thời điểm mà các bạn sẽ không biết được rằng, không định lượng được rằng đâu sẽ là thời điểm mà comeback nó xảy ra. Tín hiệu ăn Caesar đến từ bạn Na, liệu rằng đây có phải là một quyết định đúng đắn hay chăng đây? Chúng ta tới tận 4 người. Âm hỏa đến từ Natalia nó giúp cho tụi mình ăn Caesar nhanh hơn. Benito vẫn đang che chắn sát thương lại. Benito vẫn còn như mình cúi giữ đây cho mình con Caesar ra lượng máu. Một bộ giật máu nhỏ nhỏ má ơi, thằng mua nó giật bóng về nhanh quá bạn ơi. Tôi định tóc biến sang ăn Caesar nhưng tôi sợ rằng đó sẽ là một pha tóc biến ốc chó. Benito đang thể hiện kỹ năng của mình kia kìa. Chúng ta đã có thể tử thương được một đứa rồi, giờ mình còn chỉ còn 4 người mà thôi. Thả ra cho mình cái đại lộ Caesar và đây là lúc mà ngày tàn của tụi nó tới rồi đó. Và đây là thời điểm mà chúng ta sẽ tận hưởng cái cảm giác chiến thắng đi nào. Chúng ta cứ việc chơi với một cái chiến thuật là slow and tear đi, chậm mà chắc mà thôi. Mình đi kêu quấn cái quần què gì nổi nữa. Cái tốc độ clear lính của bọn chúng đang là rất nhanh đến từ cái ưng nhãn con nhỏ Xeona. Chờ đợi con Caesar kế nè bạn ơi. À, Natalia! Natalia bốc hơi quá sớm đi. Chúng ta đang cố gắng dùng toàn bộ sức bình sinh để có thể sơn mặt, để có thể tiêu hóa được một đứa nào đó, chứ không ổn một chút nào cả rồi. Wiro về đi bạn ơi, không có được gì với cái sự hỗ trợ đến từ ông đội nè. Wiro anh ta còn gión 212 nhưng nó chủ yếu để làm màu mà thôi. Ủa cái kẹo sao nó thúi quắc nữa rồi mấy má. Trời ơi kỳ cục kẹo vậy. Với con tướng Eren chúng ta sẽ không cần bê về, chúng ta chỉ cần đi vòng quanh một cái vòng rừng thôi thì bạn sẽ có được khả năng hồi phục nhờ vào cái quỷ kiếm đó. Kỳ cục vậy ta, sao uổng quá vậy. Na ơi là Na, cố gắng thể hiện kỹ năng đi Na, đừng có mắc phải sai lầm nữa. Hỗ trợ đồng đội ngay khi có thể đi Na, ở chân tôi đúng giao tranh tổng. Bình tĩnh nào, cơ hội và hy vọng chúng ta vẫn còn đó. Chúng ta chỉ còn hai người trên bản đồ, móc cầu của nó đang sẵn có. Tôi đang ở trạng thái gần full đồ rồi, tôi cần lắm được dùng quạt bằng xương. Nhưng nếu như không có quạt bằng xương như này thì cái khả năng di chuyển nó sẽ phải được cực kỳ đề cao luôn đó. Natalia đừng có di chuyển quá sâu bạn ơi. Tôi còn chiêu cuối nha, chiêu cuối đang full điểm nội tại. Và cái thằng Enzo tại đây kia nó còn giáp hồi sinh, nhưng về giai đoạn cuối game như thế này nó sẽ rất là yếu nhược về mặt lượng máu. Tôi sẽ cố gắng khai thác điều đó. Tôi đang cố gắng chờ đợi một sai lầm nào đó đến từ game bên kia. Chúng ta đang chơi với một cái chiến thuật là tỉnh quang tùy biến. Và con Caesar phút thứ 15 bọn chúng tạm thời biến mất trên bản đồ. Đó là một dấu hiệu cho thấy được thằng xác suất cao rồi, tụi nó đang cố gắng ăn con Caesar đó. Coi chừng nha, thằng Mu dịch chuyển lui lên và Caesar đã dành cho tụi nó luôn rồi ông nội mẹ ơi. Frenzino anh ta đang truy sát mất tốc biến luôn rồi. Âm hỏa đang nổ ra và đó là móc câu đến từ thằng Enzo, nó không còn kỹ năng nữa. Mở ra thì mình cuối thấy vụ nội đó rồi. Nó chạy thoát rồi má ơi, nó quay ngược trở lại và đây là án tử dành cho nó đây này. Ok tôi xử lý được, yên tâm đi. Và sau khi mà chúng ta giết lúc đó em tưởng vậy là ngầu của anh Hải. Trời ơi sao vậy, sao vậy, kỳ cục kẹo vậy trời ơi. Ơi nó còn băng xương luôn nữa mà lo. Lẩu ít ơi lẩu ít, cố lên thể hiện kỹ năng đi lẩu ít ơi, mở nhạc lên lẩu ít ơi, có còn thì chăng đi à, cơ hội của tôi.